500m nữa vòng ngược lại. Em ơi cho hỏi có phải đường này đi Hà Giang không? Em không biết đâu, nhưng mà xuôi đây là Hà Nội. À thế à? Xuôi đây Hà Nội à? Thôi rồi, cảm ơn nhá. Em ơi, cho hỏi nhờ có phải đường này đi Hà Giang không? Đi Hà Giang thẳng đây hả? À, rồi, cảm ơn nhá. Ba mươi cây này rẽ tay phải. À, cảm ơn. Cậu kia cũng biết nhưng mà để bảo đường này đi Hà Nội.